Ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Cái gì? Anh là giám đốc ở đây à? Tại sao như vậy được? Còn bà Phương đâu? Em ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện. Tôi hỏi bà Phương đâu? Bà ta đâu rồi? Mấy hôm nay tôi không liên lạc được với bà ấy. Có phải là bà ấy biết tôi tới đây để tìm, rồi bà ấy trốn tôi phải không hả? Em tìm bà ấy để làm gì? Để kêu bà ấy bán hết công ty, đưa tôi tiền, để tôi giành lại cái chức giám đốc bệnh viện Á Châu. Tôi không thể nào mất nó được. Mày gây ra bao nhiêu tội lỗi như vậy chưa đủ hay sao? Minh, hãy đi đầu thú đi, để còn được hưởng khoan hồng. Vì những tội ác mà em làm sẽ không thoát khỏi lưới trời đâu. Chính anh, chính anh đã tiếp tay với bọn họ, đã đẩy tôi tới nước này. Bây giờ chúng ta không còn là anh em gì cả. Tôi hỏi anh lần nữa, bà Phương đâu? Bà ta đâu rồi? Em muốn gặp mẹ đúng không? Phải. Đưa tôi ra đây làm gì hả? Người mày đang muốn tìm kìa, ở trước mặt mày kia. Bà ấy chết rồi sao? Bà ấy chết khi nào? Tại sao bà ấy chết không cho tôi biết? Có phải anh không cho tôi biết là vì anh có âm mưu chiếm hết tài sản đúng không hả? Có phải là anh sợ tôi đòi chia tài sản cho nên anh che giấu cái chết của bà ta không? Mày im đi. Mày tỉnh táo lại đi, đừng lúc nào cũng chỉ biết có tiền và danh vọng như vậy. Ngày mẹ hấp hối tao có đến tìm mày với mong muốn là mày đến gặp bảy lần cuối, nhưng khi tao tới thì mày vội đuổi tao đi, bởi vì mày không muốn cho mọi người biết mày có một thằng anh nghèo khổ và có tiền án như tao. Khi tao nhắc tới mẹ thì mày liền miệt thị bảy. Mày cho biết mày chỉ lợi dụng bảy để làm bàn đạp tiến thân của mày. Ngoài ra mày không có quan hệ gì với bảy hết. Bây giờ mày tới đây mày oán trách ai hả? Anh hai, giúp em lần này đi anh hai. Em lại anh đó, bán hết công ty của mẹ và giúp em khôi phục chức giám đốc đi anh hai. Đến nước này mà mày vẫn còn u mê chưa tỉnh ngộ sao? Anh hai à, giúp em lần này đi, chỉ một lần này nữa thôi. Em không thể nào mất hết tất cả như vậy được. Đó là công sức và tâm huyết của em mà. Em sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ để có được nó. Em không thể để mất nó được anh hai à. Anh hai à, im đi.